thương mại Châu Đốc vẫn có BD nha mọi người. Em nói với mọi người đi, em là BD. Em là Tiểu Mỹ Hưởng. Đẹp quá vậy trời, tên gì? Đặng Phạm. Lễ Chinh. Lễ Chinh nha, Lễ Chinh còn Chinh đẻ kìa. Tên Thảo Vi hả? Lễ Chinh Thảo Vi, ai tên Thảo Vi? Hạ Vi, bé tên gì? Vô đây từng người. Đây, em tên gì? Vô đây. Vô đây từng người, bao nhiêu tên gì? Mấy tên gì nè? Chết rồi má, ăn chạm kìa, không được. Tên gì? Nữ đồ. Trời, mấy má này có nhiêu đó cũng không xong nữa đó. Trời ơi, là cái gì vậy? Nếu hiện tại thì em đang có mặt tại Châu Đốc và gặp bà Ngũ Long Công Chúa. Thôi bây giờ chị đi vòng vòng chơi nha. Chị hãy chơi không? Dễ thương. Ok, cho bạn đây thì hỏi đi chụp cho. Cái gì vậy? Trời ơi, con nhỏ kìa, mà quay nó coi. Con nhỏ kìa, chờ đợi nè. Anh đây. Chết là vừa làm, là vừa cái lô nữa nè. Trời ơi. Ok, cảm ơn mấy đứa nha. Ok, chị đi. Khán giả người ta có lời yêu cầu kìa. Cô đắt đừng có gừng quá, ta sợ mà. Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay thì tụi em sẽ chương trình là đi xe lôi. Dạ, lên em chở anh Dọn Thả. Rồi. Lên đi anh, em chở được mà. Ơi, từ phải cái này dướng dính cút em quá anh ơi. Ông tại sao con chở cái vợ anh ơi, con cái nào dướng dính cút quá à. Thôi bây giờ chia đi, chia đi. Thôi chia đi, chia. Đây nè, có em nữa nè. Ủa rồi đi sao quay? Đó, đi lên quay. Ông quay vô đó, ông chạy ra sau đó đi. Rồi. Anh ơi, về ra đây nè anh. Thôi anh chở đi vuông chân cút quá, khó chạy quá cái xe này. Xe này anh chạy vuông chân cút không? Anh lên, chở lên phường nha. Thiệt á. Trời ơi, trời ơi. Dính kìa nè. Rồi, được rồi đó. Rồi bây này nhóm ba dòng kẻ, nhóm ba con mèo, tụi em sẽ chuẩn bị đi. Đây nè, đây là mời ba chở lộn ba đi. Trời ơi, con sững luôn, dễ sợ, tự nhiên con dễ hiểu kìa. Nhóm ba con chó, ba con mèo, nhóm ba con mèo với ba dòng kẻ, Ngũ Long Công Chúa, Tứ Đại Mỹ Nhân, Mặt Lục Mỹ Ca. Rồi lên xe đi Lam. Rồi bây giờ let's go nha quý vị nha. Tụi em sẽ đi hóng mát nguyên một vòng. Đó nè, ai mà chửi ai vậy? Cái này ngồi. Ủa đi cho anh. Để anh được ngã lên đây là bá cà lè. Để anh là sống như em là mật bóng. Hay quá. Để anh được chết sạc. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Thiệt luôn á. Ủng rồi. Để anh được la nghe lời. Anh đang nói anh nên nói. Ê, cho anh xe lôi đạp thì. Đạp ra ra thôi. Biết cái lùm cây nào mới to. Có luôn. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Anh không còn em để cho mắt môi em buồn để những phút thần ghen còn trong trái tim em. Anh không còn em vì nay có ai kia rồi, chỉ có bóng mình em cảm giác nó đôi đôi. Hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Hãy vô. Hãy đưa tôi đến nơi không cần xa. Bao nhiêu đau khổ những tình yêu mà người ta vẫn thường mong. Hãy taxi về đâu bây giờ? Về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như ngày xưa? Vô. Chiếc khôn còn luôn bên mình. Vô. Cái gì vậy? Trời mệt quá. Ở cái này tối tui rồi anh ơi, đó mọi người đi biến bà chú xứ Châu Đốc thì mọi người có thể đi xe lôi để mà mình ủng hộ cho mấy anh xe lôi có thêm thu nhập cho quý vị nha. Dũng lấy chân con cho đi. Trời ơi, đã lấy rồi đó. Lấy rồi đó. Ủa là bây giờ đang đứng hay đang ngồi? Là đứng hay ngồi? Đứng á. Trời ơi. Nói chứ mọi người yêu thương những anh xe lôi thì mọi người đi Châu Đốc đó, mọi người nhớ ủng hộ mấy anh có thêm động lực nha quý vị nha. Mấy anh làm thêm rồi đó. Mấy anh có làm cái gì vậy? Ủa mấy anh làm thêm gì vậy? Mấy anh xe lôi. Có làm thêm. Dạ, hoài dạ công ty cả. Mấy anh chạy xe lôi, mấy anh còn có thể lôi xe nha quý vị nha. Có lôi người luôn. Bây giờ là anh chở đi, một chút nữa là bonus trở về. Trời ủa. Ôm luôn kìa. Ôm đi, hát bài à. Đi xe lôi phải ơi. Hát bài gì à? Bỗng muốn khóc của con chút với lại. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nói. Thôi đang vui đừng có khóc, kiếm bài nào vui đi. Nó nát nữ ca đi. Giải đâu mà đem tới chiếc xe lôi đi. Rồi nhớ mình. Đừng nuôi gian tay đòi lại biến xa. Ta đi gặp lại năm mai để nói chân hà.
mày vui, mày vui, mày nào vui rồi. Nói bộ mẹ tôi. Nói bộ mẹ tôi. Quên luôn là ca dao mẹ vui nếu lo hôm nào. Đâu có vui đâu. Lời nói đầu tiên xin cho team VDF Phụ Đô Phương gồm các thành viên như sau: người đẹp Nam Thanh Lịch, Trương Thành Lộc. Người đẹp kế tiếp, người đẹp Nam Thanh Lịch, Bô Năm. Cô bé cầu vồng. Bô Nát Nát. Cô bé cầu vồng. Đây cô bé cầu vồng, Ngũ Nhị Hương. Người đẹp Gia Hân. Người đẹp Hoa Hậu Quý Bà, Minh Tiết. Đây công Trang Thanh bệnh. Lan và với tên gì công không người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải không công chúa Y Bình à, công chúa Y Bình Lục Y Bình đó, đó người đẹp và đến Vũ Đô Vương. Và bây giờ thì nhóm tụi em đang có mặt tại công viên thành phố Châu Đốc 67 An Giang đúng không đúng rồi sáu mươi bảy An Giang Châu Đốc mãi đến. Thì bây giờ tụi em sẽ lễ kêu nước. Rồi Bonat uống cái gì nè? Rồi lấy cho một Bonat một ly đá me, còn của em một ly đá xe nha chị. Trời đá xe. Mới đá xong mới lấy vậy luôn nè. Ở xu vậy? Trời nhà. Trời chết rồi. Chị không phải không? Chị. Hiểu lầm, hiểu lầm. Bả không ha. Dạ. Thôi chứ lấy cho em 40 lá me, một ly lấy cho em me ít, một ly đậu phộng nhiều, một ly lấy đường nhiều, một ly bỏ đá ít thôi. Còn cái của em là ốc hút màu hồng nha các em. Ờ của em là nhiều đường. Còn của em là đậu phộng mà bỏ ít cho em, không có ly nhiều đậu phộng cho em, cho bỏ sữa cho em nha. Sửa lên nhiều cho em nha, tại vì biết sao không? Anh phải hiểu là cái đi đá me của em là em phải ăn chua. Không có chua em ăn không có được. Cái nguyện vọng của em phải uống đá me. Đá me là hủ me. Ủa chết rồi đá me. Hiện tại tụi em đang có mặt tại công viên tại thành phố Châu Đốc nha quý vị nha. Thì bây giờ là tụi em đang chuẩn bị kêu nước để mà vào quán chơi. Đó, một ly đá me. Bây giờ chị Tí uống một muỗng đá me để mà review đi. Bây giờ em sẽ uống một muỗng trước nha. Đó. Mẹ ơi gì rồi? Trời Phương ơi, tôi đá me chua quá vậy. Đá me mỏng chua. Mà làm gì mày uống đá dâu vậy trời. Ủa tưởng đá me là phải ngọt chứ mọi người. Từ từ phan cô. Cho con lấy me này với con đậu phộng nhiều thịt nhiều cho con. Mới bổ Avidan á. Em cảm giùm con nha. Muốn được con Thảo. Giọng nó kỳ quá ha. Dứng cục đá vậy. Sữa đầu nành hết đá. Ép giọng quá. Có sữa đầu nành em mới làm ly vậy nha. Rồi. Nói vậy mệt không? Không có mệt. Cái đậu nành của em không? Ê rồi, chết rồi chị ơi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi được rồi, được rồi rồi. Rồi, bỏ vậy miếng muối nha chị. Ủa sữa rồi. Quên, hiểu lầm. Rồi bây giờ em sẽ quay sòng bài nha quý vị nha. Nói chứ chị muốn quay đâu em, tụi em binh thoải mái đi bé.
mấy em đánh bài uống nước đâu quý vị ơi, không có gì hết. Đây pha đây, mày làm gì mày nghiến răng ngoài vậy trời, mày chơi gì vậy? Ăn đá be mà cũng nghiến răng nữa. Và bây giờ người đẹp bonus sẽ nói cảm nghĩ về một ly đá me tại thành phố Châu Đốc uống với lại thành phố Sài Gòn sao? Trời ơi, đây đó, đậm chút miền quê. Quê thành phố Châu Đốc. Đó, đây là muỗng đá me thứ nhất và bonus sẽ nói cảm nghĩ là một ly đá me tại thành phố Châu Đốc với một ly đá me ở thành phố Sài Gòn, một ly đá me ở thành phố Đà Lạt, một ly đá me ở thành phố Nha Trang. Nó khác ở điểm nào? Sài Gòn khác ở Nha Trang điểm gì? Và Nha Trang khác ở Châu Đốc điểm gì? Điểm gì? Nha Trang khác ở Sài Gòn điểm gì? Sao nhiều quá vậy chị? Cái gì? Hai điểm thôi. Sài Gòn và Châu Đốc thôi chị. Đi hai điểm mà. Sài Gòn Châu Đốc bến xe đó đó. Đúng ok. Bến xe đó. Đơn giản chỉ là địa điểm thôi, không có sợ. Rồi, đúng ok. Rồi, đó. Tập trung. Cái đá me ở đây nó thực sự cái vị me. Trả lời kiểu hoa hậu. Cái vị me ở đây. Nó chua. Nó chua hơn Sài Gòn. Đời, uống vậy ngọt ngay chua được chưa? Nó chua nhẹ mà pha chút xíu ngọt ngọt ngào ngào trong đó. Rồi, đó. Ngọt ngào sao? Ngọt ngào đến mấy? Ngọt ngào đến mấy cũng đang thành me. Nó me, nó chua. À, me chua. Nó chua mà nó ngọt. Hề duyên dáng nha, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành me. Đó, đây là câu mới, câu trên của người đẹp đó. Mày lấy cái gì của người ta vậy trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày bỏ ra coi. Bỏ rồi. Lấy cái vỏ ra. Bóc cái vỏ ra cho tao. Xé túi nó đi. Cái này xé túi mày ra cái chưa? Nghe chưa? Để sao? Thêm một ly. Hả? Dữ vậy trời. Có 5 con bi đi. Tại thành phố Châu Đốc mà như cái chợ. Tối mọi người em như cái chợ. Nói chứ buổi tối bây giờ là 10 giờ mấy cũng gần 11 giờ rồi, tụi em sẽ đi một vòng xe lôi chơi. Trước tiên là để ủng hộ mấy anh xe lôi. Ủa mấy anh xe lôi đâu ta? Anh cứ để đi một chút đó kỳ. Ủa mấy anh xe lôi đâu? Trời ơi. Cái gì vậy Nam Dương? Bạn cái thành phố xuống. Thiệt á hả? Thiệt mà. Không làm gái nha. Không có làm gái đây nha. Trời ơi, vợ ta chẳng còn chi. Mai trắng tay mà thôi. Để bạc giang lâm phú phàn. Ấy, con, sao con ăn nói xà lơ như vậy? Em nói lộn, em sao con nói gì? Trời ơi. Rồi em đi là đi. Xin lỗi chú. Đi làm. Lâm nương. Ừ, Lâm nương. Ủa. Trời ơi, nói tùm lum tùm la. Chú Sơn. Rồi qua đây. Uống gì vậy Phát? Phát, tôi chưa kêu luôn á. Ủa chị, ngoài đá me ở đây mình có đá gì nữa không chị? Đá không, anh ơi, anh là dễ thương nè anh. Ôi em. Đá trứng cút đúng không? Ôi, đúng rồi. Đá trứng cút. Bây giờ đá trứng cút không được thì mình nút trứng cá. Cái miệng mình kìa. Nữa. Nãy cụ nói rồi, cái miệng cưng giống cái nhà banh của nít chơi kìa. Cái miệng nó mà bự dễ sợ. Chị ơi, cho em hỏi cái này chị đừng buồn, em cho đá me em kiếm qua em thấy cục me đâu chưa? Trời ơi. Ở dưới hả? Bất cự lên cái lên. Đúng rồi, móc cái me lên. Anh móc móc cục me lên giùm bả đi anh. Kệ kệ. Thôi ổn thêm hết kìa. Chị bỏ me thêm kìa. Đá me ngon lắm. Đá me ngon hay chị ha? Thì cái bộ me Châu Đốc mới chua chứ me Sài Gòn uống nó cũng vậy luôn á chị. Nó cũng vui thường lắm. Đợi xếp me thêm nha, thấy rõ ràng ha. Lòn tay ha. Búp bê Masinai nha. Đồng người kìa Châu Đốc. Đá giá cái gì vậy? Đá nhiều ít. Đá me. Kìa bảo uống đá nhiều đó ít kìa. Không, của con đá ít thôi. Đây đá me nè. Dạ đá me. Em có đá me chưa? Bên bạn đủ chưa? Thôi hoài đá me còn gì nữa không? Tại mấy bạn uống đá me hết rồi. Rau má. Sữa đậu nành, nước ngọt. Bây giờ em hỏi là quán chị có bán gì, cái chị nhảy lên chị nói quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Thôi tôi không biết. Không, chị phải biết sao không, chị phải hát như vậy nó mới là chen. Đúng rồi, bây giờ chị phải hát. Cà phê đen, cà phê đá, cà phê đá, cà phê đá. Ê, 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 tao kêu bả hát. Ok, vậy làm vậy. Trời ơi là trời. Mày là xưa giờ người ta biết mày ca sĩ rồi, bây giờ cái cô này chưa hát được nè. Bây giờ con hỏi là cô ơi, cô bán cái gì? Cái cô mới cầm đi đá me. Quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Năm nay đền lòn. Dạ. Năm nay có đền lòn. Đền cái lo. Đền cái lo là má đền. Không hát trễ nữa, đúng 10 giờ giới nghiêm. Không, 10 giờ giới nghiêm mà tụi em nghỉ rồi, tại hôm bữa là xui. Hôm bữa là tình hình. Đầu tụi em tới tụi em không biết. Đi Út kinh nghiệm. Ở bên đó coi đủ chưa, nước ra ngoài. Lấy em đi đá me luôn đi chị, ít đá thôi. Cho em nhiều đậu phộng, chưa ăn luôn, nãy giờ em lo tương tác với máy nè. Đó, mọi người có đi ngang qua thành phố công viên Châu Đốc đó, mọi người nhớ ủng hộ cho bà chị của em nha. Dạ đúng rồi, bà mới hút hủi buôn cộng dây chuyền tươi quá nè. Này chị gì, chị ruột hay là chị tên gì vậy? À, chị tên Hòa.
chồng chị tên Thuận đúng không? Không, chồng chị tên Ngọc. Ngọc Hòa, Ngọc Hòa, Ngọc với Ngọc Hòa là hai người giống như là lấy nhau giống như là cũng tới 10 năm đúng. Ủa, nhận sai cãi con. Sai rồi. Sai rồi. Ủa 20 mấy năm đựng má ơi. Má nói tùm lum tùm la 20 mấy năm lận U50 hả, sao trẻ quá vậy? Nhìn nhìn cắm hút bói nè con nè. Rồi. Chị đổ cắm hút vô coi. Ly đặc biệt nè, nó dính vô ly đặc biệt luôn. Trời ơi. Trời ơi. Con gái của chị. Trời ơi là trời. Trời. Yêu thích chị á. Không có đâu, bé này nó. Lát nó quảng cáo nữa nè. Bé này nó bán ly á mẹ cho bộ đội ăn nè. Nói chứ cảm ơn em nha. Trời ơi thấy em tương tác tội nghiệp á. Trời ơi bỏ me bỏ. Nói chung là ủng hộ đi. Ít đá. Ê, giờ đâu có đi ghét nữa nha. Dạ. Ở đâu vậy? Má ơi, lấy vỏ. Ê, lấy vỏ của chị. Trời ơi. Là mấy ly nữa. Đây đi đá me nè mọi người ơi. Ủa Lâm với Toàn uống gì kêu đi. Còn một đá me ngoài. Sữa đậu nành hả? Lấy một ly sữa đậu nành cho bé Kem đi chị. Dạ con của em nè. Khi mọi người có clip của em đó thì lúc nào cái nào mà hay thì em sẽ chỉ. Giống như cái nào em đã bị gọi và em đã chia sẻ cho mọi người là mọi người lưu ý giùm em, mà đi Châu Đốc tuyệt đối là người lạ đồ này kia kia nọ, thổi lỗ tai hay là nói này nói kia đó. Đó cho nên thôi BB vô đi, có Lâm quay rồi. Chúc BB gửi clip cho Lâm được rồi. Ừ ok. Đó thì bây giờ tiếp chuyện nữa là mọi người lưu ý giùm em là mọi người né mấy người lạ ra nha. Khi mà ai mà ngủ coi bói là mọi người tuyệt đối là cảnh giác. Tại vì sao hồi kỳ lần thứ hai đi là BB, chị Tuyết với lại Gia Hân bị dụ là dụ coi bói. Coi bói là cái cô đó cổ cũng tầm mấy chục tuổi đi. Bốn mấy tuổi là kêu lại bứt lá cây đó. Rồi nói BB là tháng này nói Gia Hân xui. Ai vừa qua là mất món tài lộc là mất tiền coi bói đó má. Dụ ba má hết một má 100 mấy chục ngàn mà thời đó tiền lớn lắm chứ. 7 năm về trước, 11, 12 năm về trước đó. Đó cho nên mọi người lưu ý giùm em. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hồi kỳ là em với lại một bé tên là bé Ngọc. Là lúc đó là có chị bé Diễm, chị Diễm, chị bé sữa đi nữa. Dạ đúng rồi, không, lúc đó chị tất luôn. Tại vì có em với lại bé Ngọc đi, đang trên đường này, giống như chị em đang nói chuyện đó. Cái bỏ vô là ba tép ngang và hai cặp đèn cày. Và tính tiền em với chị, em với lại bé Ngọc hình như là 750 một người. Cái em mới nói, ủa em đâu có mua đâu. Cái mới nói gây lộn, gây qua gây lại, cái em mới thấy thôi chị ơi, tại vì mình đi chùa là mình đã giống như xin mẹ, giống là mấy chuyện xui xẻo cho qua đi. Bây giờ giống như ai hại mình hay là ai cái gì đó thì mấy cái xui của mình là người ta sẽ nhận hết. Đó cho nên mọi người lưu ý tuyệt đối giùm em. Với lại đi đâu mà đông đúc thì mọi người nên bảo quản tư trang nè. Cái thứ nhất là dây chuyền, cái thứ hai là túi sách, rồi nói chung là điện thoại nữa. Đúng rồi, điện thoại, nói chung tất cả các đồ vật mà quý hiếm đó. Đó bây giờ là tụi em chuẩn bị đi lên chùa bà. Tại vì em không dám nói lớn, tại vì nói lớn là sợ là bị. Dạ hello. Vui vẻ. Dạ. Đó thì đi lên Châu Đốc được rất là nhiều anh chị cô dì chú bác gần xa đó mến mộ và yêu thương. Cho nên bà đá Vũ Đức Phương rất là cảm ơn mọi người nha. Đó thì như mọi người đã thấy thì bây giờ là các chị em sẽ dâng bông, dâng hoa, dâng trái cây và thắp hương cho cầu xin mẹ nghe được bà Châu Đốc. Đó thì cho gia đình được sức khỏe, mẹ gia đình vượng. Hello mọi người ạ, hôm nay 12 giờ khuya tại chùa bà, ngày hôm nay tôi đây. Cô nói đi chùa. Dạ. Đi đâu? Em mới đi chùa này là đi cúng, cúng đầu năm. Đi ra với mẹ lại, tạ ơn mẹ. Đã năm ngoái, đã một năm trôi qua em cũng rất gặp được nhiều và nhiều sự may mắn, nhiều cái gọi là cái buồn gọi là bất ngờ hay là cái gì đó, gọi là tâm linh rất là dịu dàng đến từ đó thế giới tâm linh này. Cái là ok luôn, như giống như gặp nhiều điều may lắm mọi người ạ. Nên hôm nay em cũng mong gọi là em tới đây em cầu xin mẹ gọi là lại một lần nữa gọi là
Kem, tét kem rồi là đáo em nữa, là bé kem. Đem phép kem rồi là tươi tắn hơn nữa, gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Và có nhiều gọi là nhiều sức khỏe, bình an cho cuộc sống nữa. Và bây giờ là tụi em đã hoàn thành xong nha quý vị nha. Tụi em đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đúng rồi. Nhiệm vụ gì đó. Nói chung là kết thúc một chuyến hành trình. Đúng rồi. Kết thúc chuyến hành trình là tụi em đã đi viếng mẹ Châu Đốc rồi. Đó thì bây giờ tụi em đã cúng mẹ rồi, rồi dâng hoa, dâng hương, dâng lễ, dâng trái cây, nói chung là bây giờ là tụi em sẽ chuẩn bị về phòng trọ. Đó và chuẩn bị về phòng trọ ngủ. Để đi ăn tiếp sức nhiều nữa. Đây là chút khuya kiếm gì nói chung là bây giờ đi ăn liền nó buồn. Clip này hy vọng là mẹ chú xứ bề trên sẽ chứng nhận cho lòng thành của tất cả của chị em con trong cái đoàn này, chứng nhận cái lòng thành đó và chúc cho tất cả chị em mình những cái đoàn của mình luôn là trong cuộc sống nào cũng luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dạ đúng rồi đó. Và bây giờ thì bên đấy giữa Đun Phương và Minh Tuyết nè, Vi Vi với lại Gia Hân rồi chị Diễm với lại Trương Thành Lộc rồi Toàn Thế Lóc gửi lời chào, lời cảm ơn đến tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người cảm đã ơn. Xem clip ủng hộ nên nhớ mình like and subscribe cho kênh Vlog Phụ Thu Cá Tiên Tiên. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở những clip sau ạ. See you next video.